Xin chào các đồng chí và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ có 3 cấu trúc để nói, đó là cấu trúc tend to do something, tend something somebody và tend to something somebody. 3 cấu trúc này thì nó cũng nhìn na na giống nhau, nhưng mà nghĩa thì nó không hẳn giống nhau cho đâu nhá. Cấu trúc đầu tiên mình muốn nói là cấu trúc tend to do something. Cấu trúc này dịch sang tiếng Việt một cách sát sàn sạt thì tức là có xu hướng làm cái gì đó. Nhưng tất nhiên một nghĩa khác của nó cũng được sử dụng, đó là nghĩa thường xuyên làm gì. Ví dụ mình có câu là I tend to eat more than usual during winter, tức là mình có xu hướng ăn nhiều hơn vào mùa đông. Tất nhiên là thế rồi, mùa đông thì lạnh này, mát này, ăn lẩu ngon mà thịt nướng còn ngon hơn nữa. Do đó là vào mùa đông thì mình thường có xu hướng ăn nhiều hơn. Nhưng mà xem nào, mùa đông năm 2018 mình ăn nhiều hơn, mùa đông 2019 mình cũng ăn nhiều hơn, và mùa đông năm 2020 năm nay đấy mình cũng sẽ ăn nhiều hơn. Tức là việc đó là việc xảy ra lặp đi lặp lại, và sẽ là mình thường ăn nhiều hơn so với bình thường vào mùa đông, đúng không? Cách nào cũng được vì nó không thay đổi bản chất của câu. Một ví dụ nữa sẽ là nowadays people tend to use email instead of sending letter. Ngày nay thì mọi người có xu hướng sử dụng thư điện tử thay vì viết thư tay, hoặc là mọi người ngày nay thường sử dụng thư điện tử thay vì thư tay, đâu có vấn đề gì đâu. Ngoài ra nữa, cái tend to do something này khi mình nói thế, đó chỉ là cái công thức tổng quan thôi. Cái tend ở đây chỉ là một động từ, chỉ hành động rất bình thường. Do đó nếu bạn muốn thay đổi chủ ngữ thoải mái, nhưng hãy nhớ chia thì. Ví dụ sẽ có là Peter tends to speak loudly when he's nervous. Peter có xu hướng nói to khi anh ấy lo lắng một cái gì đó. Thì Peter là một người, chủ ngữ số ít thì phải là Peter tends chứ không phải là Peter tend. Vì chủ ngữ khác thì động từ sẽ phải chia. Điều này cũng áp dụng với việc là biến câu khẳng định thành câu phủ định, câu nghi vấn hoặc câu hỏi. Lúc đó thì mỗi một thì sẽ có những trận động từ khác nhau. Nếu không phải là don't thì là doesn't, không phải là don't doesn't thì là didn't, hoặc là haven't hoặc là hasn't gì đó. Tóm lại là tùy. Và hãy nhớ, chia động từ nếu thay đổi chủ ngữ, và cần trợ động từ nếu biến thành câu phủ định, câu hỏi, câu nghi vấn. Được chưa? Hai cấu trúc kia là tend something somebody và tend to something somebody. Nó khác nhau rất đơn giản ở chữ to nằm giữa hai cái từ tend hoặc là something hoặc là somebody. Thực ra thì hai cái cấu trúc này có thể sử dụng qua lại cho nhau được trong rất nhiều trường hợp thực tế. Có điều là đã học thì học cho kỹ. Do đó mình sẽ nói kỹ về hai cái cấu trúc này. Cái cấu trúc tend something somebody là một cấu trúc cực kỳ ý nghĩa và tình cảm. Cấu trúc này được dịch ra tiếng Việt là nuôi nấng, chăm sóc, nuôi dưỡng ai hoặc là cái gì. Mình nói cái cấu trúc này rất tình cảm bởi vì khi ai đó nói là tend something somebody thì tức là họ dành tình cảm lớn cho cái đối tượng được nhắc đến đó. Cái việc quan tâm, việc chăm sóc, nuôi nấng nó không chỉ là trách nhiệm đâu, mà nó là tình cảm nữa. Ví dụ như là he has tended his family since he was very young. Từ khi anh ấy còn rất trẻ, anh ấy đã quan tâm đến gia đình của mình. Tức là anh ấy dành tình cảm lớn cho cái gia đình của mình và quan tâm từ lúc đó đến tận bây giờ. Còn cái cấu trúc tend to something somebody thì nó lại hơi thấp nghĩa một chút. Cái cấu trúc này nó như kiểu là quan tâm đến ai đó, đến cái gì đó khi mà đối tượng đó cần. Nó giống như kiểu là nghĩa vụ chứ không phải là tình cảm. Và cấu trúc này ở tiếng Việt thì theo mình nghĩ rằng là có một số cách dịch nó có vẻ phù hợp, đó là quan tâm, để tâm hoặc là giải quyết. Ví dụ như là they are tending to the broken window. Họ đang giải quyết cái cửa sổ bị vỡ. Cái cửa sổ nó vẫn nằm ở đó, nhiệm vụ nó vẫn như thế, mọi người đi qua đi lại và không quan tâm. Tuy nhiên hôm qua nó broken và do đó thì gió lùa vào, bụi lùa vào, và hôm nay họ sẽ phải giải quyết cái cửa sổ đó, làm cửa sổ mới. Vỡ lên là đó, nhiệm vụ, trách nhiệm chứ không phải là tình cảm. Hoặc là you should tend to all your papers on the desk. Cậu cần phải để mắt đến cái đống giấy tờ trên bàn của cậu đi. Thì đống giấy tờ nó rất lộn xộn, chẳng ai muốn quan tâm đến nó cả, nhưng mà bây giờ do trách nhiệm, do người ta ý kiến nên mình sẽ phải giải quyết nó thôi. Và đó, tất cả những gì mà mình nói về tend to do something, tend something somebody, rồi tend to somebody something. Đây là quảng cáo của mình. Nó sẽ là quảng cáo đây trong vòng 5 giây. 1 2 3 4 5. Và các quảng cáo sẽ còn xuất hiện tiếp. Bây giờ thì chào nhé.